Xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em giới thiệu cho các bạn mẫu xe đạp địa hình của Taocat con 1. Một cái mẫu xe địa hình mang cái cấu hình rất là cao, cấu hình full Shimano, full group Shimano DOG, giảm sóc hơi, khung nhôm nước sơn nguyên bản. Toàn bộ phần khung của chiếc xe làm từ nhôm. Đó là đã qua quá trình sử dụng xe bãi nên là chiếc xe nó còn không thể giữ được cái độ đẹp như là mới. Ngoại hình không còn được đẹp lắm, nhưng mà đổi lại thì chiếc xe này được mang cái bộ cấu hình rất là cao, cấu hình full bộ group Shimano DOG, phanh dầu, tay bấm và bộ chuyển động đây là Shimano DOG. Đùi đĩa chuyển giống cũng là DOG, đây là đùi DOG mất chữ. Trang bị bộ giảm sóc hơi đùi Epicon đi vòng. Và bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Thì chiếc xe này có cái size M cho các bác từ khoảng 61-62 đến 71-72 khi là phù hợp. Xe trang bị 10 tầng líp và 3 tầng đĩa, 30 tốc độ khác nhau. Em đang bán chiếc xe này tại cửa hàng với mức giá chỉ có là 9,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, trả hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.